pate hai lúa. Ui, để xem một loại pate organic thành công gọi vốn trên sắc tanh ngon như thế nào nhá. Nước chấm no. Thơm béo ngậy nhưng mà lại không ngấy như pate bình thường nhá. Hơi cay cay một tí, ăn xong thấy tê tê có tiêu ấy. Cái pate này mịn đánh với quả trứng lên ăn với cơm thì đúng là hết cả nồi. Pate dễ hỏng nhưng mà cái này được bọc giấy bạc, một bọc một lớp ni lông nữa và được hấp cách thủy vô trùng anh em ạ. Nó gọi là cực kỳ khó hỏng ấy, mang mua về ăn thì cứ gọi là yên tâm. Mà cái thương hiệu này lâu rồi chứ, 40-50 năm trên thị trường, chuyên cung cấp cho trường học cho trẻ em mà. Cái này ăn nó mịn mềm, đúng là cho trẻ con ăn quá hợp lý. Tôi treo cho anh em ở giỏ hàng này.